Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cây chổi quét nhà là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Người ta thường nói, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cây chổi có thể giúp bạn quét dọn cả nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu. Tuy nhiên, món đồ gia dụng này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy mà không phải ai cũng biết về nó. Và trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu để có thêm những hiểu biết về những ý nghĩa phong thủy, về vị trí đặt chổi trong phong thủy. Bởi nếu gia chủ không chú ý thì rất có thể sẽ tiện tay quét hết tài lộc ra khỏi nhà. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Hai vị trí thích hợp nhất được các chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt chổi là ở phía sau nhà hoặc ở ban công, bởi nó vừa không ảnh hưởng đến vượng khí của gia đình, lại vừa kín đáo, sạch sẽ và hợp vệ sinh. Đây là hai vị trí thích hợp nhất để cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Chổi quét nhà quét đi bụi bẩn nên bản thân nó cũng mang theo khí xấu. Nếu để sau nhà hoặc ở ban công thì sẽ tránh bớt được ảnh hưởng của nó tới vận khí của cả căn nhà. Hơn nữa, chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo phía sau nhà còn có tác dụng bảo vệ an toàn cho gia chủ, giữ cho kẻ quấy rối hoặc kẻ xấu muốn nhòm ngó tài sản của nhà bạn ở bên ngoài không thể xâm nhập vào làm hại những người sống trong nhà được. Khi ấy, gia đình bạn sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp cho chúng ta an tâm sinh sống và làm việc. Ngoài ra, đặt chổi ở hai vị trí trên, các bạn cũng nên quan tâm hơn về những vị trí chổi không được đặt, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy, trọng giận thần linh, quét sạch tiền bạc và tài lộc may mắn trong gia đình của bạn. Thứ nhất là không được đặt chổi ở phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể bám theo người sống trong nhà và khiến những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ lại vô tình ở lại đó, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của gia chủ bị sa sút. Thứ hai, không đặt chổi ở hai bên cửa ra vào. Nếu để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy, đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình thường có thói quen để chổi nhà ở hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ trong phong thủy. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào, theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe cũng như khiến tài lộc khó mà tích tụ được. Thứ ba, không đặt chổi trong nhà vệ sinh. Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi kém sạch sẽ nhất trong nhà nên thường đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn hơn, khí xấu tích tụ lại càng nhiều. Khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng từ đó vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong chẳng những không sạch sẽ mà lại còn vô tình làm cho khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu quả khó bề mà tưởng tượng được. Chính vì thế, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh. Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống ở Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình mà thấy ngay cây chổi quét nhà hoặc cây chổi lau nhà hay bất cứ dụng cụ vệ sinh nào thì đó là một điều cực kỳ xấu. Đặc biệt, để chổi trong phòng ăn hay phòng bếp lại càng là điều đại kỵ bởi nó sẽ quét sạch cơm gạo, nguồn sống của gia đình, khiến cho tài lộc sa sút, vận trình của gia chủ ngày càng đi xuống. Thứ tư, không đặt chổi trong phòng ăn, phòng bếp. Một vài gia đình thường có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp đại diện cho nữ chủ nhân của gia đình và nếu đặt chổi trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của vị nữ chủ nhân này. Không chỉ vậy, bếp còn là nơi chúng ta để thức ăn, lương thực, còn chổi thì lại mang đến rất nhiều bụi bặm, vi khuẩn. Do đó mà vi khuẩn và chất độc hại cũng rất dễ phát tán vào thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình. Thứ năm, không nên sử dụng chổi cùn và hỏng. Một điều khác cần lưu ý là nên thường xuyên thay chổi nếu thấy chúng cùn hoặc hỏng. Chổi cùn, hỏng không chỉ ẩn chứa nhiều vi khuẩn, bệnh lây nhiễm mà còn tượng trưng cho sự nghèo nàn, thiếu sức sống. Nếu không muốn tình hình tài chính trong gia đình sơ sát như chiếc chổi cùn, hãy loại bỏ chúng ra khỏi nhà ngay lập tức.
Một chiếc chổi được chăm chút, thay thế thường xuyên sẽ góp phần tạo ra một ngôi nhà thực sự sạch sẽ. Đó cũng là điều tiên quyết khi bạn muốn đón vận khí, tụ tài tụ lộc trong nhà. Thứ 6 là một số lưu ý khi sử dụng chổi. Không nên quét từ trong ra ngoài mà phải quét từ ngoài vào trong, bởi theo người Trung Quốc, ta không bao giờ nên sử dụng chổi để quét ra ngoài phía trước của cửa hàng. Người ta phải luôn luôn quét vào bên trong, từ cửa chính và sau đó quét dần dần ra phía cửa sau của cửa hàng với ngụ ý tránh quét đi tất cả may mắn của ngày hôm đó. Trong thực tế, chúng ta cũng nên luôn lưu ý rằng, theo truyền thống, mặt trước của ngôi nhà là nơi may mắn đi vào và mặt sau của ngôi nhà là những điều xấu đi ra. Bởi vậy mà theo phong thủy, tốt nhất là nên quét dọn theo hướng từ cửa chính ra phía sau để không tiện tay quét luôn tài vật của mình. Quý vị thân mến, cũng giống như chổi, thùng rác được coi là vật dụng dơ bẩn. Việc đặt thùng rác ở đâu cũng được, miễn sao là thuận tiện và không quá khó coi là được. Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết rằng việc đặt thùng rác quá tùy tiện chính là nguyên nhân khiến họ mãi nghèo khó. Thậm chí trong phong thủy, thùng rác còn là một vật dụng chứa nhiều uế khí sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ. Chính vì vậy, nếu đặt sai chỗ, nó sẽ đem lại vận xui cho cả gia đình. Trong nội dung tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ đưa ra một số vị trí phong thủy mà bạn nên đặt thùng rác để mang lại tài lộc và may mắn cho mình và gia đình. Bên cạnh đó, kênh Phong Thủy Lộc Tài cũng sẽ chia sẻ đến những vị trí mà nhiều người thường mắc phải sai lầm, khiến cho vận xui rủi cứ bám giết lấy bạn và mọi người trong gia đình. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nên đặt thùng rác ở đâu? Vị trí đắc địa để đặt thùng rác là hướng đông nam nhưng phải lệch về hướng đông, hoặc hướng tây bắc lệch về hướng tây, hướng đông bắc lệch về hướng bắc và hướng đông nam lệch về hướng nam. Theo phong thủy nhà ở, bốn vị trí trên được cho là tốt nhất để đặt thùng rác, bởi những thùng rác đặt ở đây sẽ không phạm đến những phương đại diện cho cung điền trạch. Đặt ở những hướng này không gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến gia chủ và mọi thành viên trong gia đình. Không nên để thùng rác chặn ngay cửa chính của cửa nhà, kẻo sẽ ngăn chặn thần tài vào nhà. Khi bạn để thùng rác ngay cửa chính của nhà mình sẽ khiến thần tài khó để vào nhà được. Bạn đừng bao giờ để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như thác giải trước nhà vì nó sẽ ảnh hưởng tới vận may của cả gia đình. Cửa nhà chính là một vị trí quan trọng giúp hút vận khí tài lộc vào trong nhà. Khi cửa nhà hợp phong thủy thì gia chủ sẽ an yên. Ngược lại, nếu để những vật như thùng rác, túi rác bị mọi thứ đảo lộn, không theo ý muốn, công việc gặp nhiều khó khăn, trắc trở bởi phạm phong thủy. Không nên để thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Phong thủy phòng làm việc nhấn mạnh rằng cả hai bên của bàn làm việc đều là vị trí của Thanh Long, là vị trí của quý nhân. Nếu đặt thùng rác vào vị trí này sẽ mạo phạm tới quý nhân trong nhà. Đây là một lỗi phong thủy khiến cho bạn và gia đình luôn gặp trục trặc trong công việc, khó mà tiến xa được hoặc luôn phải chật vật để đạt được những mục tiêu của mình. Không nên đặt chính giữa hướng Tây Nam. Xem phong thủy nhà cửa nói rằng nhận thấy phía Tây Nam ảnh hưởng trực tiếp tới những người phụ nữ còn độc thân trong gia đình. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là đại diện cho vị trí và sự nghiệp của người mẹ, vì vậy mà tuyệt đối phải tránh xa vị trí này. Do đó, khi đặt thùng rác ở vị trí hướng Tây Nam, người phụ nữ sẽ rơi vào hoàn cảnh vợ chồng bất hòa liên tục, công việc không tiến triển, còn những người độc thân tình duyên sẽ lận đận, khó mà tìm được ý chung nhân. Không nên đặt chính ở hướng Tây Bắc. Theo phong thủy nhà ở, hướng Tây Bắc là hướng của tài lộc, công danh cho gia chủ. Nếu đặt thùng rác ở hướng này, mọi việc đầu tư, kinh doanh cũng chỉ hao tài tốn của mà không mang lại được chút lợi nhuận nào. Đặt thùng rác ở hướng Tây Bắc, gia chủ đã tự triệt tiêu đi con đường tài lộc, công danh của mình. Không nên đặt chính giữa hướng Đông Bắc. Phong thủy học cho biết, hướng Đông Bắc được xem là hướng tuyệt đối không được đặt thùng rác bởi hướng này biểu tượng cho hòa khí của gia đình. Nếu đặt thùng rác ở đây, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, con cái khó bảo, gia đình luôn trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt, để dẫn đến vợ chồng ngoại tình. Bên cạnh đó, hướng Đông Bắc đại diện cho người thừa kế sản nghiệp trong gia đình. Đây là hướng đắc địa dành cho con trai trưởng, chính vì vậy mà thùng rác nếu đặt ở vị trí này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới người thừa kế sản nghiệp, có thể làm suy giảm ý chí của họ, khả năng suy giảm tài lộc cũng từ đó mà tiêu tán. Tuyệt đối không nên đặt trong phòng khách. Thông thường mà nói, cả một ngôi nhà đôi lúc chỉ dùng 1-2 thùng rác thì lại rất bất tiện và chuyện đặt thùng rác ở trong phòng khách gần như là rất cần thiết. Tuy nhiên, phòng khách cũng được xem là nơi tài vận hội tụ thứ hai trong nhà nên việc đặt thùng rác trong phòng khách phải thật sự thận trọng. Đặc biệt, bạn không nên đặt thùng rác ở vị trí tài lộc là đường chéo từ cửa ra vào cho đến góc tường phía trong phòng. Chẳng hạn, nếu bạn đặt thùng rác quá gần bộ ghế sofa hay tủ trưng bày ly tách
những nơi này thường liên quan đến các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi, thì rác thải và uế khí từ thùng rác rất dễ khiến vi khuẩn sinh sôi và truyền nhiễm bệnh tật cho con người. Ngoài ra, thùng rác còn là vật chứa rất nhiều chất bẩn nên trường khí của nó phát ra rất dễ làm nhiễu trường khí tốt xung quanh con người, khiến cho chủ nhân dễ rơi vào trạng thái tâm lý bất an, thể chất suy nhược, thường xuyên mắc bệnh. Dùng thùng rác không có nắp. Thùng rác có nắp tốt hơn loại lộ thiên rất nhiều, vì khi toàn bộ rác thải được đóng kín, tà khí, ám khí sẽ không bị bay ra ngoài, chưa kể mùi hôi thối không bị thả rông sẽ tạo không khí dễ thở cho tất cả mọi người xung quanh. Hạn chế đặt nhiều thùng rác trong nhà. Đặt quá nhiều thùng rác trong nhà sẽ khiến cho những uế khí từ thùng rác tích tụ thành sát khí, từ đây ra vận bất an, tiền tài hao tán. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích về phong thủy và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video hữu ích nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.